chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay tin tức trên thế giới có một cái tuyên bố rất chấn động thưa quý vị. Xin thưa đó là Tổng thống Vladimir Putin của nước Nga tuyên bố rằng nước Nga đã phát triển thành công vaccine đầu tiên trên thế giới. Và vaccine này đã cung cấp khả năng miễn dịch vững vàng chống COVID-19, thưa quý vị. Đây là một tuyên bố mà khá bàng hoàng cho giới y khoa, y tế trên thế giới, thưa quý vị. Thì chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói trong một cuộc họp trực tuyến với các đài truyền hình và các bộ trưởng rằng sáng nay, lần đầu tiên trên thế giới, nước Nga đã đăng ký vaccine chống COVID-19, thưa quý vị. Đăng ký đây là đăng ký tại Nga và đăng ký bản quyền trên thế giới. Thì ông Tổng thống Vladimir Putin cho biết rằng vaccine này hoạt động khá hiệu quả và tạo nên một hệ miễn dịch vững vàng. Xin thưa là sau khi tiêm vaccine của Nga, thì kết quả là người ta thấy các thành phần kháng thể và kháng nguyên cùng các thành phần khác đều ở cái liều lượng cao tương đương với những người đã khỏi bệnh COVID-19, thưa quý vị. Tức là vaccine đã hoạt động có hiệu quả và nó đã kích thích hệ thống miễn dịch, miễn nhiễm của cơ thể và sản xuất ra kháng nguyên, kháng thể và kháng miễn cái dịch bệnh COVID-19 này. Đây là một tin tức rất tốt, thưa quý vị. Thì chính Tổng thống Vladimir Putin đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những nhà nghiên cứu ra vaccine và mô tả đây là một bước tiến rất quan trọng trên thế giới. Ông nhấn mạnh rằng vaccine này đã trải qua các cuộc thử nghiệm cần thiết và hy vọng Nga sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt, thưa quý vị. Thì rõ ràng là người Nga bây giờ đã tự tin đưa ra một cái vaccine đầu tiên trên thế giới. Và trong tuần, xin thưa là các nước phương Tây và Tổ chức Y tế Thế giới WHO lên tiếng phản đối và cảnh báo nước Nga rằng không nên tuyên bố vội vã sớm về vaccine của mình, thưa quý vị. Xin thưa là vaccine của Nga dựa vào cái chuỗi mRNA-123. Thì đây là một cái cách thức mà người Nga sản xuất vaccine và khá an toàn, thưa quý vị. Khá an toàn, nó không phải là một cái loại virus mà đã làm yếu đi, mà đây là một cái đoạn phân tử. Thành ra là không phải là một cái con virus hoàn chỉnh để mà có thể gây bệnh cho cái người mà được chích vaccine. Thì một trong hai cô con gái của chính Tổng thống Vladimir Putin đã được tiêm chích vaccine này và cho biết là cảm thấy rất khỏe mạnh. Và ông Vladimir Putin cũng tuyên bố là ông rất hoan nghênh con gái của ông đã tham gia thử nghiệm vaccine. Thì vaccine này đã được Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vệ sinh Quốc gia và Bộ Quốc phòng Nga cùng phối hợp và phát triển. Thì bên phía chính phủ sẽ đảm bảo cái sự tài trợ về ngân khoản, ngân sách cho cái việc sản xuất của vaccine này. Thì hiện nay Nga đang trong tình trạng dịch bệnh đứng hàng thứ tư trên thế giới, thưa quý vị. Cho nên là họ đang rất cần vaccine. Và theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nga cho biết thì việc tiêm chủng hàng loạt có thể bắt đầu vào tháng 10. Và những người mà có nguy cơ cao, tức là những nhân viên y tế, bác sĩ hay là những người làm trong các bệnh viện tiếp xúc với những bệnh nhân COVID-19 thì có thể được tiêm vaccine ngay trong tháng này. Thì kết quả là người Nga đã thử nghiệm vaccine này từ ngày đầu tháng 3, thưa quý vị. Và họ thử nghiệm 2 lần. Và đều cho kết quả rất tốt. Lần đầu thì có 38 người tình nguyện, sau đó thì có thêm những người tình nguyện. Và sau 2 lần thử nghiệm thì kết quả đạt được rất thành công. Tuy nhiên
bên phía các nước phương Tây và tổ chức WHO, Y tế Thế giới thì họ phản biện, họ nói rằng nước Nga chưa thử nghiệm lâm sàng và chưa thử nghiệm đại trà, thưa quý vị. Hiện nay ở nước Mỹ thì đang thử nghiệm ở giai đoạn thứ ba, gọi là giai đoạn đại trà, tức là thử nghiệm cho 30.000 người. Nhưng mà nước Nga họ nói rằng họ đã thử nghiệm 2 lần và cho kết quả tốt, cho nên họ bắt tay vào sản xuất hàng loạt. Thì cơ quan WHO, Y tế Thế giới cũng cảnh báo rằng là có thể gây ra những sự nguy hiểm. Nguy hiểm đây là có thể có những bệnh phụ phát sinh ra. Nhưng mà người Nga vẫn tự tin và họ đã thành công ở những lần vaccine trước, chẳng hạn như vaccine ngăn ngừa bệnh virus Ebola chẳng hạn như vậy. Cho nên họ nói rằng vaccine của họ là an toàn và hiệu quả. Cho nên chúng ta thấy là vào tháng 9 tới đây thì nước Nga sẽ cung cấp vài triệu liều vaccine, thưa quý vị. Thì chúng ta thấy rằng trên thế giới, ngay sau khi vaccine đầu tiên trên thế giới do Nga chế tạo, thì đã có một vị tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đã lên tiếng và xin tình nguyện tiêm mũi vaccine đầu tiên và cũng xin đăng ký mua vaccine của Nga, thưa quý vị. Thì ông Duterte này tháng trước cũng đã lên tiếng và xin ông Tập Cận Bình bán cho vaccine, thưa quý vị. Mặc dù bên phía Trung Quốc chưa tuyên bố là vaccine của họ có thành công hay không, nhưng ông Tổng thống Philippines đã tuyên bố rằng là cứ có thì bán cho chúng tôi. Nói chung là ông Philippines đang trong một cái tình trạng ngặt nghèo, và hiện nay cái số người nhiễm bệnh ở Philippines là trên 136.000 người nhiễm bệnh và số tử vong là trên 2.000 người, thưa quý vị. Và Philippines đã cạn tiền để mà yểm trợ cho công cuộc chống Covid-19. Cho nên với cái tình trạng ngặt nghèo đó, cho nên chúng ta thấy là ông Tổng thống Philippines phải lên tiếng kêu gọi xin ông Nga bán cho vaccine hoặc là viện trợ cho vaccine. Thì ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã thành công vaccine, thì có 20 nước đã đăng ký, thưa quý vị. 20 nước trên thế giới đã đăng ký mua và mua bản quyền của cái vaccine này. Thì như tôi vừa trình bày đó, cái nước đầu tiên mà nhanh nhẩu nhất là ông Philippines. Ông tuyên bố rằng là ông muốn mua cái bản quyền để mà ông tự sản xuất. Thì bên phía Nga cũng cho biết rằng họ sẽ hỗ trợ. Xin thưa là hỗ trợ ở mức nào thì chúng ta cũng chưa biết, nhưng mà bên phía Nga cũng nói là sẵn sàng đáp ứng, và họ cho biết là hơn 20 nước đã lên tiếng đặt hàng vaccine của Nga. Thì vaccine của Nga cho biết rằng được đặt một cái tên là Sputnik 5, thưa quý vị. Xin thưa Sputnik, tức là cái tên của cái vệ tinh đầu tiên trên thế giới được phóng lên vũ trụ vào năm 1957, là một cái thành công rất lớn. Nói chung là một cái thành công rực rỡ trong cái lịch sử của nhân loại, thưa quý vị. Là cái nước đầu tiên phóng lên vệ tinh bay vòng quanh trái đất. Thì vaccine này được đặt tên là Sputnik 5, tức là Sputnik 5, là một cái thành tựu mà người Nga đang rất tự hào, thưa quý vị. Đi trước được ông Mỹ là người Nga tự hào rồi. Cái đó là một cái thói thường của tất cả mọi nước trên thế giới, thưa quý vị. Thì Bộ trưởng Y tế và ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt hàng sản xuất trên 1 tỷ liều vaccine và sẽ hứa cấp bản quyền cho Brazil, cho Philippines, cho Cuba, cho các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thưa quý vị. Xin thưa là Nga đang muốn dùng một cái chính sách mà Trung Quốc và các nước đang muốn dùng, thưa quý vị. Xin thưa là chính sách ngoại giao vaccine, một cái tên rất là mới trong ngành ngoại giao. Đây là một
cái chiến lược và nó đặt tên là ngoại giao vaccine, thưa quý vị. Ông nào có vaccine là giống như có thuốc thần vậy, thưa quý vị. Cái trong cái túi vác sau lưng là thiên hạ chạy tới năn nỉ, thưa quý vị, chạy tới ỉ ôi, chạy tới xin xin xỏ, làm thân làm quen, thưa quý vị. Có thể lâu nay là những nước này đang chống nước Nga đó, trơ tráo là như vậy, thưa quý vị. Những nước có thể những nước lâu nay là trơ tráo chống nước Nga, theo đuôi phương Tây chẳng hạn, như bây giờ trong cái tình trạng ngặt nghèo, bây giờ rớt cái mặt nạ ra, thưa quý vị. Rớt cái mặt nạ chống nước Nga, bây giờ quay qua xin xỏ. Tại vì không có vaccine là người dân của quốc gia đó sẽ chết, thưa quý vị. Mà khi họ chết, chết hàng loạt, chết nhiều, thì họ sẽ phẫn nộ. Và từ cái phẫn nộ họ đứng lên họ chống chính quyền. Và từ chống chính quyền thì họ lật đổ chính quyền, thưa quý vị. Cho nên là chả có gì ngạc nhiên khi mà một số quốc gia bây giờ nhảy ra đi xin, đi xỏ, đi mua, đi bán, đi năn nỉ, thưa quý vị. Thì chính quyền của nước Nga cũng đã tuyên bố là chúng tôi đã đạt được các thỏa thuận quốc tế để mà sản xuất ít nhất là 500 triệu liều vaccine mỗi năm, và dự định là sẽ tăng thêm, thưa quý vị. À, bên phía Nga cũng đã bác bỏ những cáo buộc tầm bậy tầm bạ, nói rằng tin tặc Nga đã giúp cho việc nghiên cứu vaccine này. Và bên phía chính phủ Nga cũng đã tuyên bố là sẽ công khai chia sẻ thông tin về vaccine Sputnik V này, thưa quý vị, tức là Sputnik 5. Thì ông Bộ trưởng Y tế và Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng vaccine của Nga vô cùng hữu hiệu và an toàn. Thì chúng ta thấy là người Nga đã áp dụng một cái chính sách rất là hay, tức là ngoại giao vaccine, cho thuốc bán, xin lỗi, vaccine không phải là thuốc, thưa quý vị, chỉ là một cái thuốc chủng ngừa, không phải là thuốc điều trị. Thì chúng ta thấy rằng trong vòng 3 tháng là người Nga đã vượt lên với chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người, thì nước Nga đã bước ra một cái bước tiến rất quan trọng đối với thế giới. Và chúng ta thấy rằng tuy nhiên, như tôi có nói là các nước phương Tây và các nhà khoa học của cơ quan y tế WHO thế giới họ đang phản biện, thưa quý vị, họ đang lo ngại, xin đóng ngoặc và mở ngoặc cái chữ lo ngại về cái tốc độ thần kỳ phát triển vaccine của Nga. Nghi ngờ rằng cái giới nghiên cứu khoa học của nước Nga có thể đã đốt cháy các giai đoạn từ cái áp lực chính quyền muốn tạo dựng thành tích thành công của Nga, muốn phá bỏ cái vòng vây cấm vận, phá bỏ cái vòng vây bao vây kinh tế của Tây phương. Bây giờ có thể hô lên là chúng tôi có vaccine, thưa quý vị, là các nước chạy theo ào ào xin xỏ rồi mua vaccine của Nga, theo đuôi của Nga, thưa quý vị. Cho nên các khoa học gia phương Tây đang tìm cách để phản đối và phản biện cái vaccine này, thưa quý vị. Tuy nhiên, tôi có nói rằng người Nga và các khoa học gia của Nga cũng đủ khôn, đưa quý vị, họ khi mà tôi giả định thôi, họ có thể họ bỏ qua những cái vòng, những cái bước thử nghiệm để họ đi nhanh tới cái kết quả cuối cùng, thì họ cũng phải suy nghĩ, đưa quý vị. Họ đâu có dại dột gì đi ra làm thuốc giả hay là làm vaccine giả rồi không hiệu quả, rồi cả thế giới lên án, rồi cả thế giới đòi tiền lại nữa, thưa quý vị. Chẳng hạn như lỡ nhận tiền vài trăm triệu chỗ này, vài trăm triệu đô la chỗ kia, vài tỷ đô la này nọ, rồi cuối cùng thuốc hay là vaccine không có hoạt động hữu hiệu, người ta đòi tiền lại, thưa quý vị, là mất mặt nữa, thưa quý vị. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là một canh bạc rất lớn, cả về vấn đề y tế, y khoa, y học, mà cả vấn đề chính trị và tương lai chính trị của chính cá nhân ông Tổng thống Vladimir Putin nữa, thưa quý vị. Cho nên là tôi nghĩ là được ăn cả ngã về không khi mà ông Tổng thống Vladimir Putin đã dám tuyên bố với thế giới như vậy, thì tôi nghĩ là cái xác suất mà thành công của ông Putin là 100%, thưa quý vị. Cho nên bây giờ là các nhà khoa học gia phương Tây chới với,
tôi nghĩ là chới với đi sau nước Nga hàng tháng trời thôi quý vị. Tôi cam đoan là ngay cả tuần tới, vài tuần nữa Mỹ chưa tuyên bố nổi thì đã vượt lên vài tháng trước thiên hạ, thì là chiếm một cái ưu thế rất lớn. Đi đâu thì cũng xách một cái giỏ hàng vaccine thưa quý vị, vaccine từ gấu mẹ vĩ đại của nước Nga, thì từ cái nước nhỏ nước lớn gì họ cũng cần thưa quý vị. Thì xin thưa là nước Nga đang dùng cái thế mà tôi nói là ngoại giao vaccine để phá bỏ những cái sự cấm vận về kinh tế, dùng vaccine để Sputnik V này hay là Sputnik 5 này để mà đặt lên vấn đề mà thương thảo như quý vị. Anh theo tôi thì tôi cho anh vaccine, còn anh chống tôi thì tôi giả vờ như quý vị. Thì đó là cái cách mà tôi nghĩ ông Tổng thống Putin của Nga rất thông minh, đặt một cái ván cược rất lớn và gọi là thành công, dám tuyên bố đầu tiên trên thế giới, thì xin thưa là phải bái phục, cái chữ gọi là bái phục. Mặc dù người ta có thể nói này nói nọ, phản biện lung tung đưa quý vị, nhưng mà nước Nga đã làm được những việc mà nhân loại và thế giới phải gọi là từ ngưỡng phục và bái phục thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô tạm chấm dứt nơi đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.